Phải, can you swim? Lesson 2. Hôm trước chúng ta đã được học lesson 1 của unit 5 ha. Mình đã được làm quen, được cô giới thiệu mẫu câu là What can you do? Và trả lời I can cộng cho một cái hành động mà mình có thể làm được. Rồi hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục qua lesson 2 ha, để xem mình học cái gì đây. Ok, trước tiên mình sẽ làm quen với một số từ vựng ha. I'll look at the picture. Cho cô biết coi à, trong bức tranh này các bạn này đang chơi cái gì đây? Ok, very good. Football, football, football. Now repeat. Football. Chơi bóng đá, một bóng đá. Now look at. Okay, chess, chess, chess. Repeat. Chess. Cờ, chơi cờ nha. Bạn Linda đang chơi môn gì đây? Badminton, badminton, badminton. Repeat. Badminton. Môn cầu lông. Ok. And basketball, basketball, basketball. Basketball. Bóng rổ. And table tennis, table tennis, table tennis. Repeat. Table tennis. Bóng bàn. And volleyball, volleyball, volleyball. Repeat. Volleyball. Bóng bóng chuyền ha, hoặc là mình gọi là đánh bóng đó. Piano, piano, piano. Piano. Đàn piano. Guitar, guitar, guitar. Guitar. Đàn guitar. Okay, now listen and repeat. Ở đây mình sẽ thêm chữ play vô cái môn trò chơi đó ha, môn thể thao đó. Play football, play chess, play badminton, play basketball, play table tennis, play volleyball, play the piano, play the guitar. Okay. Now move to activity 1, look, listen and repeat. Look at the picture. Who are they? Trong tranh mình có những bạn nào đây? Okay, Tom and Peter. Now listen to the conversation. Mình nghe xem câu chuyện này có chuyện gì xảy ra nha. A. Can you play volleyball? No, I can't. But I can play football. B. Let's play football. Okay. C. Oh no! À, hai bạn này play football ở ngoài đường và đã xảy ra chuyện gì? Vỡ kính nhà người ta luôn. Okay. Mình có nên chơi như vậy không? No. Không nên chơi, mình chỉ chơi đá bóng ở sân bóng đá hoặc là một cái nơi nào đó mình đã trống trải, không có nhà cửa ha. Okay. Now listen and repeat. Can you play volleyball? No, I can't. But I can play football. Let's play football. Okay. À, qua cái cuộc nói chuyện của hai bạn này thì mình chú ý những câu là Can you play volleyball? No, I can't. I can't play football. Cô giới thiệu cho mình mẫu câu ha. Can you play table tennis? Cái chỗ table tennis này mình có thể thay thế bằng một cái hoạt động khác hay chơi một cái môn khác, môn thể thao khác. Ok. Nếu như mình có thể chơi được, có thể thực hiện được thì mình sẽ trả lời là yes, I can. Nếu như mình không chơi được, không thực hiện được, không biết cái môn đó thì mình nói là no, I can't. Mình chú ý chữ can't này là viết tắt của chữ cannot ha. Và mẫu câu này dùng để hỏi và đáp bạn có thể chơi một cái trò chơi hay là làm một cái việc gì đó không. Ok. Now move to activity 2, point and say. Now look at the picture. Listen and repeat. Play table tennis. Play volleyball. Play the piano, play the guitar.
và mình sử dụng mẫu câu can you để trả lời ha. Nếu như mình thấy ở cái tranh đó nó xuất hiện mặt cười, mình sẽ trả lời yes I can. Còn nếu như là mặt buồn thì mình sẽ trả lời là no I can't. Ok, now listen, nghe cô làm mẫu nha. Can you play table tennis? Và ở đây là mặt cười, mình sẽ trả lời yes I can. Ok, now listen and repeat. Can you play table tennis? Yes I can. Can you play volleyball? No, sorry. Đây là yes or no? Yes, I can. Okay, very good. And can you play the piano? Yes or no? No, I can't. Can you play the guitar? No, I can't. Okay, now I ask you answer. Can you play table tennis? Can you play volleyball? Can you play the piano? Can you play the guitar? Okay, now I change. You ask, I answer. Can you... Em sẽ hỏi, can you play table tennis? Huh? Okay. Yes, I can. Yes, I can. No, I can't. No, I can't. Okay. Em sẽ về thực hành thêm mẫu câu này ha. Now move to activity 4. Now open your book page 33, trang số 33 trong sách mình ha. Mình sẽ listen and number. Ở đây picture A, play the piano. B, sing. C, football. And D, table tennis. Okay, now listen. 1. Can you play table tennis? Yes, I can. It's my favourite sport. Let's play it together. Okay. 2. Can you play the guitar? No, I can't. What about the piano? Can you play the piano? Yes, I can. 3. Let's play chess. Sorry, I can't. What about football? Can you play football? Yes, I can. 4. Do you like music? Yes, I do. Can you dance? No, I can't. I can't dance, but I can sing. One. Can you play table tennis? Yes, I can. It's my favourite sport. Let's play it together. Okay. Okay, now what have you here? Okay, table tennis and number one, picture D. Very good. Now listen number two. Two. Can you play the guitar? No, I can't. What about the piano? Can you play the piano? Yes, I can. Okay, number two. Now, what have you heard? Play the piano. Very good. Number two, A. Number three. Three. Let's play chess. Sorry, I can't. What about football? Can you play football? Yes, I can. That's how you hear. Mình nghe được cái gì nào? Play football. Number three, C. Very good. The last one. Four. Do you like music? Yes, I do. Can you dance? No, I can't. I can't dance, but I can sing. Số đúng chưa nha. Ok, move to activity 5, read and write. Mình sẽ nhìn vào cái tranh này mình đọc.
trả lời ha, xem bạn trong tranh đó là có thể làm được cái hoạt động đó không ha. Mình sẽ trả lời yes I can hoặc là no I can't. Ok, number one. Can you cycle? Ok, no I can't. Very good. Bạn Akiko không thể cycle được, không thể chạy xe được ha. Number two. Can you play the piano? Hakim. Ah, yes I can. Very good. And number three, can you play the guitar? No, I can't. Không được ha. Trong tranh này bạn đang gãi đầu nè, không biết đàn. Can you play chess? Linda. Trong tranh này thì bạn cũng không biết chơi luôn. No, I can't. Okay, very good. Now let's check. Mình kiểm tra xem mình đã ghi đúng câu trả lời chưa nha. Nếu bạn nào còn sai thì mình sửa vào ha. Okay. Hôm nay chúng ta đã được học những cái từ vựng ha. Play volleyball, play table tennis, play the piano, play the guitar, play chess, play football, play basketball, play badminton. Ok, em sẽ viết mỗi từ vựng hai hàng cho cô ha. Và mình viết lại cái mẫu câu ba lần cho cô. Can you play table tennis? Yes, I can. No, I can't. Okay, that's all. Thank you. Goodbye.